Bữa nay thì chúng ta bàn về cái công đức của Kinh Pháp Hoa. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa thì các Phật tử tu thì chúng ta nghĩ tới cái công đức. Đây là cái việc quan trọng. Chúng ta có hai cái mà cần phải phân biệt. Thứ nhất người ta gọi là phước đức. Thứ hai đó ta gọi là công đức. Mà nói đến cái công đức á, là chính là cái vấn đề hành trì của chúng ta tu hành ở cái này chính. Tạo thành cái công đức. Cái công đức á, tu được á, thì cái này không bao giờ mất. Để rồi đó, chúng ta từng bước chúng ta tiến lên á, mà cuối cùng ta thành Phật. Còn cái phước đó, phước đức á, thì cái này nó thuộc về hữu lậu cho nên nó sẽ mất. Vì vậy mà ta không bàn về vấn đề phước đức ở đây. Tại vì phước đức thì thường thường người ta đặt trong vấn đề phước báo. Phước báo tức là khi mà tu phước thì thường thường ta tu cái nào thì ta được cái đó. Tức là cái người mà tu phước thì Đức Phật nói là có năm cái phước chính. Tức là thứ nhất là cái người đó, cái tâm luôn luôn lúc nào cũng được an vui hết. Cái này là phước lớn nhất của con người. Rồi cái phước thứ hai đó là sức khỏe chúng ta tốt và ngoại hình chúng ta dễ coi. Đây là cái phước của con người mà tu được, gọi tu phước. Rồi tới thứ ba đó là ta được bạn bè tốt. Cái thứ tư là ta được tiền của nhiều. Cái thứ năm á, là cái quyết đoán chúng ta không sai lầm. Nên là tu phước người ta tu mấy cái này. Để sanh ra trên cuộc đời này nữa, thì thường thường ta hay sanh vô ở trong cái dòng họ cao quý, sanh vô trong cái gia đình vọng tộc. Nên là từ chỗ này ta đi lên, ta gọi là hưởng phước. Thì phước trong loài người, rồi đến phước ở trong loài trời. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Thì này là tu phước nè. Thành ra từ cái chỗ mà phước này đó, mà nếu hãy ta tu về đức hạnh nữa, tại vì ta có cái phước rồi, nhưng mà tu về đức á, thì cái chỗ này đó, Đức Phật nó là cao nhất á, là cái đức khiêm tốn chúng ta nè. Tức là không dám xem thường người khác, mặc dù họ nghèo hơn ta, họ xấu hơn ta, họ dốt hơn ta, nhưng mà ta không dám xem thường họ. Luôn luôn ta kính trọng họ. Mà nhìn thấy họ mà ta nghĩ tới mình. Thấy cái khổ của họ bệnh hoạn thì ta nghĩ rồi mình cũng không khéo mình cũng bệnh hoạn. Thấy họ nghèo đói, ta nghĩ tới cái nghèo đói của họ mà ta nghĩ tới mình đây. Cho nên lúc nào ta cũng thương người mà ta cũng nghĩ tới giúp người thấp hơn ta. Thì cái này là tu được cái đức này nữa, thì mọi người sẽ quý trọng chúng ta. Cho nên ở trên đời này đó là cái người mà ta bảo là có phước đức đó, thì cái người đó ai cũng quý trọng hết. Nhưng mà khi có phước đức rồi đó, mà ta khởi công ta tu á, để trở thành ra cái công đức. Cái tu mà công đức này là gì? Công đức này là nó phát xuất từ cái chỗ mà chúng ta có công tu, rồi nó có kết quả, ta gọi là công quả. Cho nên trường hợp tu này nó là cái trường hợp có dụng công. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là cùng tử húc phân. Cái này là tu về công đức. Nên mỗi ngày chúng ta siêng năng, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta quét dọn để cho ở bên ngoài nó sạch, mà trong lòng chúng ta cũng sạch theo. Thành ra tâm chúng ta sạch. Vì vậy đó mà kinh nghiệm của các vị trước họ đều dạy chúng ta đó, cần tảo và lam địa, thời thời phúc huệ sanh. Tại nên chúng ta đi tới chùa, chúng ta làm cái công tác, chúng ta dọn quét
Thành ra dọn quét như vậy, dọn quét đất nó sạch thì chúng ta nghĩ là tâm mình sạch. Dọn quét ở nhà vệ sinh dơ bẩn nó hết đi thì bây giờ mình nghĩ cái tâm mình nó hết dơ bẩn. Đây là cái khởi tu của thầy mà 50 năm về trước thầy thường hay làm cái này. Khi mà đi tới chùa đó là thường thầy thấy cái việc nào mà cực khổ nhất và ai cũng sợ hết, tránh hết thì cái này thầy tình nguyện thầy làm. Nên nó là mới bước chân vào Phật đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang bây giờ đó, thì thầy xin làm cái việc mà dọn quét nhà vệ sinh. Đây là cái việc đầu tiên mà thầy đi vô Phật đường, thầy tu cái này trước. Tức là quét dọn phân nhơ ở trong nhà vệ sinh mà mình cũng nghĩ là mình quét dọn được cái nghiệp cấu của mình đi sạch. Tức là có cái cảm giác cái nghiệp cấu của mình, cái tội lỗi mà mình tạo từ vô số kiếp, giờ nó giống như là cái phân nhơ này, mình quét ở bên ngoài này sạch mà mình nghĩ trong lòng mình nó sạch theo. Mà nhờ tu cái này đó, nó có công cho nên nó thành đức. Cho nên từ một cái cậu bé nhà quê, phải không, mà bước chân vào Phật học đường ấy, thì có thể nói là ít ai muốn nhìn mình lắm. Tại mình rách rưới lang thang rồi đen đúa rồi thô lỗ, thành ai cũng xem thường hết, ai cũng muốn gần mình hết. Thì bây giờ nữa, cái việc mà mình gần gũi này nữa, thầy gần với nhà vệ sinh này có bộ tốt hơn nhất. Đây là kinh nghiệm thầy. Nhưng mà thầy chỉ làm 3 tháng này thôi, 3 tháng tới hết mùa hạ nữa, làm với tất cả cái tâm lòng của mình. Mà có cái cảm giác là tất cả mọi người đó, người ta phong quế, người ta làm dơ, mà bây giờ mình dọn cho sạch đó, thì mình làm tất cả mọi người khác đều hưởng cái thành quả mình. Cho nên cái việc này thấy thì đơn giản, nhưng mà công đức rất là lớn. Trong cái thời Đức Phật nó có ông Sunita, có hai người mà chúng ta nên học theo đó. Là thứ nhất là ông Sunita là cái người hút phân, cái người mà chuyên môn gánh phân. Thành ra người này chuyên môn là gánh phân ở trong thành xá vệ, đem ra ngoài đổ. Thành ra sáng ông ta đi, ông ta làm chuyện này. Nhưng mà nhờ làm cái này đó, công đức ông nó sanh lần ra. Công đức ông sanh ra cho nên cái khi mà ông sáng ông đi ra thì ông gặp Đức Phật đi khất thực. Thành ra Đức Phật gia bị tới cho ông được đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên ông quăng cái gánh phân xuống đi. Ông đi theo Đức Phật về tịnh xá. Nên Đức Phật dung ông này. Thành ra ông này về tịnh xá đó là tự nhiên phân nhơ ở trong lòng dơ này sạch hết rồi. Tự nhiên ta gọi là sạch nghiệp rồi. Cho nên chỉ mất có một đêm tham thiền thì sáng ông này đã chứng thánh quả A-la-hán. Tất cả những người khác khổ công tu nhưng mà không được, còn ông Sunita cái ông hút phân này làm được. Thành ra thầy hồi nhỏ đó là đọc tới cái chuyện này, tự nhiên thầy có cái cảm giác đây là cái pháp môn thích hợp nhất của mình, cho nên thầy tình nguyện làm cái chuyện này. Thế nên quả tình đúng như vậy. Sau 3 tháng an cư thì Hòa Thượng Trưởng Ban Pháp thời đó nữa, ngài đi xuống nhà vệ sinh, ngài thấy thầy lui cui dọn dẹp dưới đó nữa, ngài nói thôi bây giờ chú không làm cái này nữa. Thế nên Hòa Thượng dạy thầy mẹ chú không làm này nữa, nhưng mà bây giờ đó chú lên giúp việc cho ta. Cho nên đó, cái này đó thầy cảm được cái kinh Pháp Hoa từ chỗ này không. Cho nên trong kinh Pháp Hoa bảo là cùng tử hốt phân này, hốt phân. Nhưng mà rồi đó ông trưởng giả đó, ông thấy được cái hạnh của ông này, thì bây giờ đó ông mới kêu ông này, ông nói thôi bây giờ ông không làm hốt phân nữa. Mặc dù ông làm cái việc hút phân nhưng mà ông không giống như những người hút phân khác, tức là không phải những người kia hèn hạ. Tại vì những người làm cái nghề hạ tiện thì cái tâm họ hạ tiện theo. Nên các Phật tử nên nhớ cái chỗ này. Thì khi mình vô chùa mình công quả,
Mình coi như đây là cái việc cao thượng, là hạnh Bồ Tát và phát Bồ Đề Tâm mình tu. Chứ đừng đi hút phân á, dọn dẹp á, mà coi như là cái trường hợp này á, là cái trường hợp mà bao nhiêu người khác làm được cái này rồi bỏ ra đây cho mình dọn. Đấy. Thành ra cũng có một số người mà Thầy thấy họ làm. Họ làm nhưng mà công không sanh, nhưng mà tội sanh, nghiệp sanh. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó có thể hơn nhau chỗ đó. Có một người họ đi vào trong nhà vệ sinh rồi họ không chịu dội cầu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thế họ không chịu dội cầu. Rồi nhiều khi mà giấy họ đem vô đó rồi họ lại thải xuống ống cống nghẹt luôn. Thế nên nước tràn ra ngoài phải không? Thế nên người mà vô dọn đó đó bực bội, tức tối, buồn phiền. Thầy nói này, Thầy nói là nghiệp sanh ra. Cho nên ai thấy cũng sợ hết, ai cũng dám vô hết. Thì trong lúc đó Thầy thấy như vậy đó, Thầy nói thôi mình hy sinh một chút. Thầy nói mình chịu cực mình hy sinh một chút đi. Thay đồ vô đây mình dọn dẹp cái này một buổi cho sạch hết rồi đó, thì mình cũng sạch mà mọi người cũng được sạch nữa. Nhờ cái tâm đó mà cái công đức sanh ra, công quả sanh ra. Thầy nói là tu cái chỗ này, cái công đức là từ do mình làm. Cái thứ nhất là quét dọn phân nhơ này ở nhà vệ sinh. Cái này là bắt chước theo ông Sunita, mà Kinh Pháp Hoa gọi đó là cùng tử. Cái thứ hai nữa là cái khi mà quét dọn á, chúng ta cảm thấy gì? Trong thời Đức Phật cũng có ông gọi là Bàn Đặt đó. Ông Bàn Đặt là cái ông này nữa là dốt nhất. Ông Châu Lợi Bàn Đặt là ông này là dốt nhất. Nhưng mà làm cái công tác mà quét sân này nè, thành ra quét lá, quét bụi này nữa, cũng vậy. Sau 3 tháng an cư thôi, tự nhiên tâm ông này sạch đó. Tâm địa sạch cho nên đất sạch, tâm sạch. Thế nên các Phật tử thấy khi nào mình đi tới đâu đó, mà mình thấy một cái vườn nó sạch, nó đẹp, nó yên tĩnh đó, ta thấy cái tâm ta yên tĩnh theo chứ. Thế nên sống với cái yên tĩnh, sống với cái sạch đẹp, thì cái tâm ta yên tĩnh và cái tâm chúng ta sạch đẹp theo lên. Thế nên nhìn thấy cây nó nở hoa thì tâm chúng ta cũng nở hoa theo, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nếu mình dọn như vậy đó, mình nghĩ mình trang nghiêm cái cảnh già lam, mình làm đẹp cho cái cảnh chùa, mình làm vui cho đại chúng đó, với cái tâm này đó, thì mình sanh ra công đức. Đây là trên bước đường tu. Ông Châu Lợi Bàn Đặt nó nhờ tu cái này thôi. Hai cái ông này đó, một ông thì hốc phân, còn một ông thì dọn quét. Mà hai ông này là những người mà đắc quả là hán nhanh nhất. Cho nên ông này đầy đủ công đức. Đây là trên bước đường tu. Ta nhìn, ta thấy rồi, ta suy nghĩ, ta làm theo. Cho nên bây giờ tới Kinh Pháp Hoa này đó, là đặt nặng vấn đề công đức đây. Nhưng mà Đức Phật có dành tới 3 phẩm để nói về cái công đức của Kinh. Thứ nhất đó, gọi là phân biệt công đức. Thứ hai đó, gọi là tùy hỷ công đức. Thứ ba đó, ta gọi là pháp sư công đức. Cho nên chúng ta tu công đức thì chúng ta tu 3 cái này nữa. Cho nên các vị nên nhớ cái này. Tu 3 cái việc này đó là tu công đức này. Thành Bồ Tát Đạo và thành Phật về sau này. Thế nên phân biệt công đức là cái phẩm đầu tiên sau cái phẩm Như Lai Thọ Lượng 16, thì phẩm phân biệt công đức mà các Phật tử tụng này thường. Cái phẩm này đó, Thầy rút ngắn ra lại rất là đơn giản, nhưng mà phải hiểu nó một cách sâu xa hơn. Thế nên trong này đó, nó mở đầu bằng câu đó là khi mà Đức Phật á, diễn nói thọ mạng dài lâu thì có vô số Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì Đà La Ni, nhạo thuyết vô ngại biện tài, chuyển được pháp luân bất thối và phát đại tâm cầu vô thượng đạo. Đây một câu này nữa mà chúng ta thấy nó hàm chứa nhiều. Tức là cái khi mà Đức Phật nói cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 đó, thì có
vô số Bồ Tát họ đạt được cái này. Cái đầu tiên là gì? Tức là chứng được cái vô sanh pháp nhẫn trước. Thành ra cái vô sanh pháp nhẫn này đó, là Thầy nói hiểu cho đúng của nó là gì? Tức là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh này là chúng sanh nhẫn, nên Thầy nói là không bị xã hội làm phiền nữa. Thầy nói không bị xã hội làm phiền nữa. Mình không bị cái khen chê vinh nhục của cuộc đời này chi phối mình nữa. Đây là điều quan trọng. Tại sao vậy? Là cái trường hợp Đức Phật nói về cái thọ mạng của Như Lai này. Thế nên từ cái chỗ này đó mà cái tâm mình gắn liền với Đức Phật thọ lượng. Cho nên người tu Pháp Hoa là quan trọng nhất là chỗ mà gắn tới chỗ Phật thọ lượng. Tại vì tất cả mọi người họ đều nghĩ là Đức Phật nhập diệt, tức Đức Phật chết rồi, phải không? Đức Phật sanh trên cuộc đời này rồi Đức Phật cũng chết đi rồi. Nhưng mà bây giờ đó, phẩm Như Lai thọ lượng Đức Phật nói là ta không chết, không chết. Ta nói không chết thì bây giờ Đức Phật ở đâu? Đấy. Cho nên trong phẩm Như Lai thọ lượng Đức Phật có nói một câu nữa là thọ sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, tùy theo loại hình mà khai phương tiện để chỉ bày chân thật thẩm thâm di diệu. Nếu thấy chúng sanh ưa pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, không thể thấy xa, ta phải thị hiện thân hình giống nó, bỏ tục xuất gia, thành đạo thuyết pháp rồi nhập niết bàn. Tức là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, Đức Phật bỏ tục xuất gia, Đức Phật thành đạo thuyết pháp rồi Đức Phật vào niết bàn. Tức là bốn tướng thành đạo của Đức Phật, chúng ta nhớ. Tại sao Đức Phật làm cái này? Là vì loài người chúng ta này. Tức là Ngài nói rằng Ngài thấy chúng ta đây đó là không thể thấy xa được. Ta không thấy xa được. Tức là ta chỉ thấy trong hiện tại này thôi. Tại sao chúng ta chấp pháp và chấp ngã? Tức là thấy mình có cái thân này và tất cả vật sở hữu của mình đây, những người đối lập với mình đây, thành ra mình sống với cái này, cái thực của con người đó là sống vậy. Tại thấy có nhiều đó cho nên cứ tranh giành. Tranh giành miếng ăn, tranh giành chỗ nghỉ, rồi tranh giành địa vị, rồi tự nhiên á mà hại nhau thôi. Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật thương, muốn độ những người này đó, mà muốn độ người này đó thì phải hiện ra thân giống người này. Đấy. Tên muốn độ loài người chúng ta thì Đức Phật phải hiện ra làm con người, thì mới dùng ngôn ngữ con người, mới gần gũi con người, mới dạy dỗ con người được. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cái phẩm Như Lai thọ lượng là yếu chỉ nằm chỗ này. Cho nên Đức Phật hiện thân trên cuộc đời. Thì như vậy đó, cái chỗ này là Đức Phật ở đâu? Ở đâu Ngài hiện ra đây? Thì Ngài mới nói thêm là từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cái chỗ này là điểm. Thì nói Đức Phật không phải mới thành Phật ở đây. Tại mọi người thì thấy Đức Phật xuất thân từ cung dòng họ Thích, rồi đó mới đi xuất gia tới cội Bồ Đề thành đạo này. Đức Phật nói loài người chúng ta thấy nhiêu đó. Nhưng mà cái này là gì? Tức là Đức Phật thì hiện ra như vậy đó, thì hiện sanh thân ra, làm cái này có nghĩa là làm gương cho chúng ta để chúng ta tu này. Để chi vậy? Để nó thấy được mạng người ngắn ngủi, vạn vật vô thường, sanh tâm nhàm chán thâm nhập Phật đạo, phải không? Đấy. Tại mình thấy như vậy đó, mình mới sanh ra cái tâm nhàm chán được, nhận ra được nó là mạng người ngắn ngủi. Mạng người ngắn ngủi, vạn vật vô thường. Đây là cái điều rất là quan trọng. Thành ra Thầy nghĩ đó, Thầy mới đi tu đây đó, mà như vậy đó là cũng đã được hơn 60 năm rồi, phải không? Thầy nhìn lại, Thầy thấy những người thầy mình cũng chết hết rồi, những người bạn mình đó
họ cũng chết hết rồi. Thì thậm chí học trò mình cũng chết rồi. Mình còn chút xíu may mắn còn sống đây để tiếp tục tu. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta nhận ra. Tại chúng ta nhận ra được mạng người ngắn ngủi, vạn vật vô thường, sanh tâm nhàm chán mới đi tu. Cho nên chỗ này nữa, ta nói là Đức Phật là chán đời đi tu này. Thế chán đời đi tu. Thành ra mọi người mới thấy bảo là Đức Phật là chán đời. Tại sao chán đời? Thành ra Ngài sanh ra mới có 7 ngày là mẹ chết đi rồi, mồ côi mẹ từ sớm, được cái bà dì bà nuôi biết không? Tại vì mẹ chết sớm cho nên Ngài cảm thấy mình là mồ côi. Cho nên chỗ này Ngài mới nhận ra được là gì? Mạng người ngắn ngủi. Tại nên chỗ này Thầy nhớ lúc đó Thầy mới 6 tuổi thôi. Thầy nhìn thấy một cái bà hàng xóm bà chết đi. Cho nên liền Thầy nhận ra liền, nhận ra. Cho nên Thầy nói với mẹ Thầy, Thầy nói thôi con không đi học nữa đâu. Đi học rồi mai mốt cũng chết như dì ba vậy thôi. Học chi cực, nghỉ, không học. Đây là Thầy hồi cái năm 6 tuổi đã có kỷ niệm đó. Tức là cho đi học, bỏ học, không học, không chịu, học rồi chết đi. Cho nên nhìn Đức Phật ta nói, tại Đức Phật mồ côi, mẹ chết sớm cho nên Ngài mới thấy được là vô thường. Cho nên Ngài luôn luôn buồn chán mà muốn đi tu. Rồi lớn lên chút, biểu là Ngài đi theo vua Tịnh Phạn đi ra đồng và làm lễ hạ điền. Thì lúc bây giờ đó, thấy đó, vua xuống ruộng cầm cài đó, xới đất lên cái đó, là bao nhiêu côn trùng tróc lên phải không? Bị đứt đoạn ra. Ngài cảm thấy Ngài thương quá chứ. Rồi Ngài thấy mấy con chim quạ nó xuống đó, nó ăn mấy con này. Xa xa nó thấy một anh đang cầm cung tên nhắm bắn mấy con quạ này, bắn mấy con chim này. Rồi Ngài nhìn thấy đằng sau lưng anh này có một con hổ đang sửa sang chụp anh ta nữa. Cho nên Ngài mới nói một câu là vì miếng ăn mà tranh giành sát hại lẫn nhau đây. Cuộc đời như vậy vui không? Cho nên ta nói Đức Phật là chán đời đi tu nè. Ta nói chán đời đi tu. Ta nói Ngài chán đời Ngài đi tu để Ngài nói với mình là cuộc đời đáng chán phải không? Anh làm gì rồi mai mốt anh chết thôi. Làm vua rồi cũng chết đi. Cho nên khi mà Ngài đi tu đó, Ngài nói với vua Tịnh Phạn đó, nếu mà phụ hoàng không cho muốn con ở nhà đó, thì con xin 4 điều, các vị nhớ không? Đó, tức là thái tử xin vua Tịnh Phạn đó, xin 4 điều. Cái này rõ ràng chán. Cái điều thứ nhất Ngài xin là gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già, phải không? Cho được không? Tức là vua đó là xây cho Ngài 3 tòa lâu đài rồi. Nhưng mà Ngài nói cái này không cần. Làm sao cho trẻ mãi không già đây nè. Chứ bây giờ nhìn thấy người già đó là nghĩ mai mốt mình già đây là nguy hiểm, sợ. Thứ hai là gì? Làm sao cho con sống hoài không chết, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên Thầy nhớ lại cái khi mà Đức Phật đi thuyết pháp đó, thì gặp một cái bà đó, bà mới ôm đứa con tới nhờ Đức Phật cứu đó. Thì Đức Phật mới biểu này, bà đi về trong xóm ấy, coi cái nhà nào đó mà không có người chết, phải không? Không có người chết đó, thì tới cái nhà đó đó, xin cái nắm tro đem tới đây đó, ta cứu đứa nhỏ này cho. Thì cái bà này đó, đi kiếm hết khắp nơi, nhà nào mà không có người chết. Người thì chết, cha chết, mẹ, cha mẹ không chết thì ông bà không chết, phải không? Cho nên tới Đức Phật đó là vô thường. Tất cả mọi người hãy có sanh trên cuộc đời thì phải có chết. Muốn không chết thì phải ở trong cái vị trí vô sanh. Đấy, ở trong vị trí vô sanh. Nên cái chỗ này Kinh Pháp Hoa bảo gì? Đức Phật nhìn thấy đó, không có sanh tử. Tất cả các loài chúng sanh không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh ham muốn khác nhau,
tạo tội sai biệt này. Ở trên thực tướng pháp á, thì cái trường hợp này nó là không có sanh diệt, tức là ta gọi niết bàn hay là thế giới của Đức Phật. Thành ra thế giới của Đức Phật ở từ trong cái thế giới vô sanh này mà Ngài sanh trên cuộc đời đây. Cho nên mai mốt á, rồi chết rồi đó thì cũng phải đi về cái chỗ vô sanh này. Còn á, tất cả mọi người chúng ta đó, tạo nghiệp sai biệt này, cho nên khi chết á, thì cái nghiệp sẽ dẫn ta đi thọ sanh, phải không? Thành ra ai tạo phước thì lên thiên đường, ai tạo tội xuống địa ngục, ai trung bình thì sanh trở lại trong loài người để mà trả quả, trả quả báo chứ. Tức là cũng có tội mà cũng có phước, cho nên á, sanh trên cuộc đời này đó là thường á, là trả quả báo. Cho nên á, thậm chí đó, Đức Phật nói là vợ chồng cha con đó là cũng vay trả với nhau thôi, phải không? Cho nên Đức Phật nói với Tần Bà Sa La ông vua đó, tại vì đó, thái tử A Xà Thế đó, ở trong tiền kiếp đó, ông đã từng giết nó, cho nên đó, bây giờ nó tái sanh nó làm con ông đó, thì nó sẽ giết ông đấy. Mà ông Tần Bà Sa La thì ông thương ông thái tử A Xà Thế lắm, tức là con một mà. Ông vua mà có một đứa con thôi, ông thương nhất, ông truyền ngôi cho ông này chứ. Nhưng mà Đức Phật nói cái ông này đó là sao giết ông đó. Đây quý vị nhớ cái này, cái này quan gia. Ông này mà thương ông A Xà Thế nhiều như vậy, tại sao vậy? Là vì đời trước ông đã từng giết ông này rồi, cho nên ông nợ ông này một mạng, do đó mà ông mới thương cái ông này đó. Tại mình lỡ tay, mình làm cái việc gì thiệt hại cho người khác đó, thì thường thường trong lòng mình đó, có một cái hối hận. Thành ra chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy Đức Phật nhìn cái này, Đức Phật thấy được nhé. Cho nên quan gia này sanh lại, thành ra trả vai. Thành ra cha mẹ mà trả nợ cho con, phải không? Thành ra sanh ra đứa con này là đứa con nghịch ngợm, đứa con phá sản. Thành ra nó vô, nó phá mình chứ. Thành ra những người giàu có mà do bức hiếp những người khác rồi đó, họ bị thua thiệt, họ tức quá, họ chết đi. Họ chết, họ sanh vô, họ làm con mình. Họ sanh vô làm con mình để trả nợ đây. Cho nên tất cả mọi người đó, ở trong cái mà trả vai với nhau thôi, ở trong loài người chúng ta liên tiếp vậy. Nên đó, bảo là vô quan trái bất thành phu phụ, phải không? Thế nên vợ chồng thì thường hay cãi nhau, nhưng mà lại không bỏ nhau được, nghiệp. Nên trước đây mình có một đạo hữu trong đạo tràng nữa, ông này đó là làm việc rất cực khổ, rất vất vả, có bao nhiêu tiền đem về để dành dụm đưa cho cái bà vợ của mình, cái bà này đánh đề thua hết, phải không? Tức không? Thành ông tức quá, ông khổ quá, ông tới ông thưa với thầy. Thầy nói chơi nữa. Thầy biểu là thôi bỏ quách bà cho rồi. Bà phá quá rồi, ở với bà làm gì? Ông nói không được đâu thầy, bỏ bà cái con chết à. Đây quý vị thấy không? Thầy nói chết thì thôi, sợ chết thì thôi, cứ về ở với bà đi. Cho nên khi nào mình tu với mình dám không sợ chết thì cái này tu được. Còn sao sợ chết thì về, tức là trở về với cái nghiệp cũ của mình. Cho nên vợ chồng là này, quan gia này, nghiệp chướng tiền khiên này. Cho nên Đức Phật nói là do mình tạo cái nghiệp sai biệt này, cho nên nó sanh ra có khổ, có vui, hết khổ rồi tới vui, hết vui rồi tới khổ. Đây là trường hợp. Còn trên thật tướng á, thì không có sanh diệt. Trong niết bàn là không có sanh diệt, trong thế giới Phật là không có sanh diệt. Thì bây giờ đó, ai mà nghe cái này, tin cái này, hiểu cái này đó, thì cái này là công đức vô lượng này, cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta vậy đó. Cho nên Đức Phật nói cái phẩm tính giải sao? Sanh ra một niệm tính giải sẽ được công đức vô lượng vô biên, nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp.
Nếu hiểu ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể được sách phát sanh Phật huệ nhất thiết trong trí. Đây, cái này điểm quan trọng nhất, cái cốt lõi của kinh nó nằm. Tại vì chúng ta bố thí tài sản, bố thí sanh mạng, bố thí hết đi bao nhiêu năm, nhưng mà công đức cũng không bằng cái người có niềm tin này thôi. Một niềm tin giải của kinh Pháp Hoa, họ được cái công đức lớn như vậy. Còn trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, tu cái này cực khổ chứ, nhưng mà công đức không có. Cho nên khi mà chúng ta nghe chỗ này, chúng ta sanh nghi, tại sao công đức lớn dữ như vậy mà sao chúng ta tu chúng ta không thấy công đức, phải không? Thì các vị nghiệm xem, thiệt tình là công đức vô lượng vô biên, nhưng mà chúng ta không thấy được, chúng ta không tiếp cận được, chúng ta không thực hành được, cho nên không có nữa. Cái điểm này điểm quan trọng nhất. Tức là chỗ này thấy được chư pháp thật tướng, tức là thấy được thật tướng của các pháp, tin được thật tướng của các pháp. Cái này chuyện nói thì chúng ta thấy dễ, nhưng mà cái chỗ này rất khó. Thấy được cái chỗ này thật tướng các pháp là đầu tiên gì? Đức Phật bảo chúng ta đã thấy được nhân duyên sanh ra các pháp. Thấy này trước chứ. Trên bước đường tu đó, bây giờ đầu tiên chúng ta thấy là gì? Cái người sanh trên cuộc đời này nghèo, đói, bệnh, hoạn, ngu, dốt, xấu, xí, tất cả những cái này là gì? Thấy được nghiệp chướng này. Thấy được cái nghiệp chướng, thấy được cái trần lao, thấy được hết cái này. Do cái nghiệp đời trước như thế nào đó mà bây giờ sanh ra như thế này đây, thấy rõ. Thế nên Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Cái này là thấy thật tướng, là thấy. Còn bây giờ đó chúng ta chỉ thấy cái giả tướng bên ngoài thôi. Hai người mà khá một chút đó thì thấy cái giả mà nghĩ tới cái thật, phải không? Cho nên trên bước đường tu của Thầy đó, Thầy thấy một cái người đó họ giàu sang, họ sung sướng, họ thông minh. Thấy như vậy đó, thì bây giờ hiểu theo Đạo Phật đó, Thầy nói cái người này đời trước tu cái phước gì đây mà trong kiếp này họ được cái này. Thì Đức Phật giải cho người ta thấy. Ta đời trước do bố thí đời này được giàu sang, phải không? Đời trước do gian tham trộm cắp mà đời này nữa đầu tắt mặt tối mà cơm đủ ăn thì phải không? Có được đồng nào mất hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Đức Phật nói như vậy mà nếu ta tin được và ta chấp nhận được và ta giữ được điều này, ta tu đó, thì lúc này mới thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên rồi đúng như pháp tu hành là ta tu cái này. Chứ còn ta tụng kinh suông thì cái trường hợp này nếu có công đức thì có, nhưng mà rất nhỏ. Để các Phật tử nghiệm xem này. Thế ta nhìn ta thấy chứ. Thấy người mà sợ cho mình, rồi đó mình lo mình tu. Thấy người chết, mình sợ mình sẽ chết đây cho nên nỗ lực tu. Thấy người nghèo thì sợ mình nghèo đây cho nên nỗ lực tu. Thấy người khổ, sợ mình khổ đây cho nên nỗ lực tu. Tu làm sao mà hết khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta bảo là đời này nhìn thấy hết cái đó rồi, cho nên ta mới dồn lại cái công đức của chúng ta, cái phước báo ta có sẵn đó, ta dung bồi cho cái đời sau ta. Cho đời sau ta. Tên đời này ta quá khổ rồi, cho nên ta không muốn tạo nhân khổ nữa. Thì bây giờ ta tu để ta tạo cái nhân tốt cho đời sau chúng ta tốt hơn. Thì này ta đi theo Phật đạo, lần lần ta lên. Cho nên chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn này, thiền định, cái này chính đó. Cái chuyện tu này đó, là năm pháp ba la mật này đó, chúng ta nỗ lực tu. Cho nên đầu tiên đó, là cái khi mà chúng ta rơi vô trong tình trạng nghèo đói túng thiếu này nữa, chúng ta nghĩ mình phạm cái tội gian tham trộm cắp đời trước, cho nên trong kiếp này mình sanh ra mình khổ thế này, mình bị khổ thế này. Cho nên từ chỗ này nữa, đời này ta dứt định là ta không gian tham trộm cắp nữa, phải không? Ta giúp đỡ được ai ta sẵn lòng. Đây là trên bước đường tu của chúng ta nữa. Ta sẵn lòng ta làm cái này. Thì cái này bảo là tu phước. Có giúp đỡ người thì cái này sanh phước. Ta nói từ giúp đỡ người cho đến giúp đỡ vật, cái nào ta giúp được ta sẵn lòng, này là tạo phước.
để đời sau chúng ta tái sanh là ta không có này nữa. Còn đời nay chúng ta bị hôi dơ, xấu xí, bệnh hoạn, tật nguyền, cái này ác nghiệp ta tạo được trước chứ. Đời này ta dứt khoát, ta không làm này nữa. Tại nên chúng ta không sát sanh, chúng ta không tà dâm, phải không? Thì tự nhiên sanh ra chúng ta được thân thể lành lặn, tốt đẹp, không bị tật nguyền, cái này chính. Cho nên mình sát sanh, mình giết súc vật, phải không? Thì các vị nghĩ xem, khi mình giết nó đó, mình không cảm thấy cái đau của nó. Thì cái nghiệp này mình tạo rồi, mai mốt thì nó sẽ giết mình thôi. Tụi nó sẽ giết mình lên. Cho nên quan gia, cái này, quan gia nghiệp báo này. Cho nên nhất định ta không làm này nữa. Cho nên đa số Phật tử chúng ta khi tu rồi đó, phần nhiều đó, ta phát nguyện ta ăn chay, phải không? Ta ăn chay. Ăn từ 1-2 ngày cho đến ăn chay trường nên ta tu. Đây là trên bước đường tu để chấm dứt cái quan nghiệp này. Mà cái người tu được cái này đó, giải được cái nghiệp này đó, thì khi chúng ta ăn chay, ăn lạc như vậy đó, nhưng mà ta vẫn khỏe mạnh được, ta biết nghiệp ta tiêu rồi. Chứ còn nói như vậy đó, nhưng mà ăn chay cũng không phải dễ đâu. Bị cái quan nghiệp này rồi đó, cho nên ăn không được. Thế nào có người thưa với thầy đó, nó con muốn ăn chay nhưng mà ăn không được thầy. Ăn chay rồi đó, sao nó bủng rủng tay chân hết, không làm cái gì được hết. Mà đầu óc nó cũng lại mờ, phải không? Bây giờ cho ăn một bát phở cái tỉnh lại. Trong đạo tràng chúng ta có ai vậy không? Thế trước nay có người thật lòng thưa với thầy nói cái này. Thành ra thầy nói thôi, bây giờ anh ráng lại sám hối đi. Anh ráng lại sám hối đi. Rồi khi mà Phật gia bị tới cho anh được nữa, thì tới chừng đó nữa, anh sẽ không ăn mặn được nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà cái anh này đó, cái khi mà nghe thầy dạy như vậy đó, thì anh này về thực tập đó, chuyên lại sám hối thôi, để giải cái nghiệp mình hết đi. Cái khi giải nghiệp mình hết rồi đó, bữa sau anh vô anh thưa với thầy, anh nói bây giờ con ăn mặn không được nữa thầy. Thấy là ớn quá, thấy là sợ rồi, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu chúng ta. Tại vì cái nghiệp, hãy ta chạy theo cái nghiệp đó, thì cái này vai trả. Nhưng mà ta đoạn được cái nghiệp ta rồi đó, thì cái này ta hết thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, gọi đây là tu là chuyển nghiệp. Mà muốn chuyển nó đó, là lấy Phật Pháp để rửa lòng trần chúng ta. Lấy Phật Pháp để mà chuyển ác nghiệp của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những này là thuộc về công đức đây. Nhưng mà Đức Phật lại nói năm cái việc làm này là công đức rất là lớn. Nhưng mà đem so với cái công đức á, một niệm tính giải của Kinh Pháp Hoa thì không bằng một phần, một phần trăm, một phần ngàn, một phần Upanishada chẳng hạn. Tức là phần nhỏ nhất cũng không bằng nữa. Tại sao vậy? Là vì ta tu tạo tất cả các công đức này đó, dầu lớn bao nhiêu đi nữa đó, thì ta chưa thành Phật thì đương nhiên ta hưởng phước thì phước này sẽ hết. Mà phước này hết đó, thì phải đọa và phải trả thôi. Còn bây giờ đó, chứng được Niết Bàn, phát được tâm mà đi vào được cái thế giới của Đức Phật, thấy được Đức Phật á, thì cái này hết sanh tử rồi. Đó, tại vì thực của nó là không có sanh tử, nhưng mà phá được vô minh vọng kiến ngăn che đó, thì cái trường hợp ta hết sanh tử rồi. Từ đây về sau ta không bao giờ tạo tội ác gì nữa hết, cho nên ta không còn sanh tử. Không còn sanh tử ở trong cái chốn trần ai này nữa, thì tất cả các kia ta đâu cần, phải không? Các vị nghiệm xem. Tại vì ta còn sanh tử, cho nên ta mới muốn sanh vào nhà giàu, ta muốn sanh ra khỏe mạnh, ta muốn sanh ra làm con người thông minh. Chứ còn ở trong cái thế giới của Phật thì không có chuyện này. Đồng nhất rồi. Đó. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, bảo là khi mà phân biệt công đức, Đức Phật nói công đức này lớn lắm. Công đức tu Kinh Pháp Hoa này lớn. Nhưng mà có một điều đó, là chúng ta không nhận ra được. Không nhận ra được, không tin được.
Nếu hiểu ý nghĩa thọ lương như lượng Như Lai thì có thể được phát sanh Phật huệ nhất thiết chủng trí. Tức là hiểu được cái ý nghĩa của cái phẩm Như Lai thọ lượng này đó, thì có thể là phát sanh Phật huệ và chứng được nhất thiết chủng trí. Chứng được nhất thiết chủng trí tức là thành Phật. Tại vì trên bước đường tu của chúng ta đây là gì? Ba giai đoạn mà ta tu ta được. Tức là cái thứ nhất á, là chứng được cái nhất thiết trí. Cái nhất thiết trí là mọi việc ở trên cuộc đời này, cái gì thiên hạ biết ta cũng biết hết. Tại sao ta không biết hết? Không có gì ta không biết hết. Thì cái này là chứng được cái nhất thiết trí này trên bước đường tu. Rồi đó, cái thứ hai là ta chứng được cái đạo chủng trí này là của Bồ Tát. Đi hành Bồ Tát đạo lăn lóc ở trong cuộc đời, cứu nhân độ thế, làm hết việc này tới việc kia đó, là thì thấy cái nghiệp của chúng sanh, cho nên giải được cái nghiệp của chúng sanh để sanh ra phước tích lũy tu hành. Cái này để chứng được cái đạo chủng trí này. Nhờ chỗ này có kinh nghiệm cho nên ta nhìn ta thấy người này, cái ta biết cái nghiệp của họ là gì. Giống như một thầy thuốc giỏi đó, nhìn thấy người là biết bệnh rồi, phải không? Ta đã biết bệnh rồi thì cho thuốc mới lành bệnh cho ta được. Làm cái công tác của Bồ Tát là cứu nhân độ thế, cho nên về sau này biết rõ cái này hết rồi. Ta nên biết rõ từng người hết, biết rõ từng người, biết rõ nghiệp của họ, biết rõ là căn tánh của họ rồi. Cho nên các vị Bồ Tát giáo hóa được hết là nhờ cái đạo chủng trí này. Ở trong các loài đều biết túc mạng hết. Trong loài người chúng ta mà cái anh này từ đâu sanh lại, ta nên nhìn thấy cũng biết rồi. Ta nên thấy ảnh như vậy đó là nhớ quen quen, hình như là anh này ở trong thế giới Phật sanh lại, phải không? Anh này ở bên Cực Lạc mới qua à? Anh kia trên thiên đường xuống, phải không? Ta nên quý vị nhìn kỹ đó thì phát hiện ra những cái này. Con người đó nó khác hơn người mình, phải không? Ở trên xuống nó khác hơn người dưới lên. Ta nên người mà ở dưới lên thì sao? Thành ra mình đứng gần họ đó, mình nghe nó có cái mùi. Thế nên kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm mà Pháp Sư Công Đức này, Đức Phật nó ngửi mùi mà biết được. Ta đã có cái người đó họ tới với mình á, trong người họ nó toát ra cái mùi, phải không? Ta đã ngửi thấy cái mùi này đó là biết họ từ đâu sanh vô đây rồi. Đấy, tu theo kinh Pháp Hoa có cái đặc biệt đó. Họ từ ở trên trời xuống, họ từ ở địa ngục lên, họ từ ở bên Cực Lạc qua, thấy biết, nghe mùi biết thôi. Thì cái trường hợp này nữa là phân biệt được. Cho nên sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi. Mắt thì nhìn thấy người, mình biết đâu tới rồi. Còn tai đó mình nghe cái tiếng họ đó, mình biết cái âm điệu này nó là của chư thiên hay là của quỷ thần ấy. Cho nên bây giờ quý vị mà bình tĩnh một chút, nghe cái giọng của họ, họ phát ra đó, thì mình biết họ là người tốt, người xấu, người thật, người giả, phải không? Người hiền, người dữ đó. Cái này thực ra nó cái giọng nó khó đổi lắm. Nghe chúng ta biết được, nghe cái tiếng lỗ tai nghe tiếng được, mũi thì ngửi mùi biết được. Đây là trên bước đường tu, cho nên bảo là sáu căn chúng ta nó sanh ra được 6.000 công đức. 6.000 công đức, do 6.000 công đức này đó mà ta biết được hết tất cả các loài chúng sanh. Ta ở chỗ nào ta biết đó liền. Mà khi ta biết rồi vậy thì sao? Chắc chắn là ta không có buồn phiền, ta không có, không sợ hãi, không lo lắng, tại ta vô đây, ta biết lắm này. Hãy vào trong địa ngục thì ta biết đây là chúng sanh tội lỗi rồi, phải không? Thấy cái này ta biết rồi. Ta không có thắc mắc, không biết tại sao, không có chuyện này. Thành ra, các vị đó, mà khi mình đi vào trong khám Chí Hòa đi, mình đi thăm những người tội hôm đó, phải không? Thành vô mình nhìn mình thấy mình biết chứ, phải không? Đương nhiên họ vô đây là có vấn đề hết rồi. Không ai lương thiện vô đây hết. Thế nên ta nhìn ta thấy. Thế là cái trường hợp đó, chúng ta đi tới cái trại cải tạo nào đó, mà ta tới ta thăm họ, ta nhìn ta thấy ta biết chứ.
đây tội lỗi ta thấy, ta biết, biết hết. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên ta không có buồn, không có giận, tại ta tới chỗ này là ta biết chỗ này nó thế này. Nên Đức Phật sanh vào trong thế giới ta bà thì Ngài nhận ra được ở đây là thế giới ta bà, thế giới ta bà thì nó phải như thế này. Còn bên thế giới cực lạc thì nó như thế đó, phải không? Ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa là không có người tà, không có người ác, cho đến cái tên là địa ngục cũng không có nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhờ cảm cái chỗ này đó mà cái bài sám pháp qua Thầy có đặt ra cái bài sám đó để cho các Phật tử mình tu, mình tụng. Cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhận ra cái sai lầm trước khi vào địa ngục. Mà vào địa ngục rồi mới nhận ra thì cái này muộn rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhận ra sớm mình lo mình tu hành để khỏi vào địa ngục này. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên khi mình sắp sửa làm cái gì đó mà mình có một cái tâm đạo, mình nhận ra được nếu hãy làm cái này đó thì nhất định sẽ bị chết chóc tù đài. Thì bây giờ chúng ta có nên làm hay không? Cho nên nhận biết trước này, chứ không phải là nói lỡ rồi không biết. Thế nên Thầy thấy đa số đó, mấy cái anh mà đi xe gắn máy ở ngoài, cho nên nhiều hồi Thầy thấy đèn đỏ rồi mà anh cố gắng anh vượt qua, phải không? Thầy ngồi Thầy nghĩ nguy hiểm quá, Thầy ngồi xe Thầy thấy nguy hiểm, cho nên Thầy biểu cái anh tài xế cẩn thận một chút. Cẩn thận gì? Cẩn thận những người ẩu này nữa. Nhưng mà cái khi mà anh bị đụng xe, bị gãy tay gãy chân, đưa vô nhà thương rồi đó, thì lúc bây giờ hối hận nhưng mà muộn rồi, phải không? Tàn tật suốt đời cái này muộn. Đây chúng ta nhận ra thấy. Thành ra bây giờ đó, nếu mà ta chưa đụng xe, ta chưa bị gãy tay gãy chân đó, mà ta sợ cái này, ta nhận ra này trước đó, thì đương nhiên ta đi ta cẩn thận thôi. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, nhận ra trước, nhận ra cái sai lầm, nhận ra cái nguy hiểm trước, cho nên ta không dấn thân vô đây. Chứ đừng để mà lọt vô đó rồi để chúng ta cảm thấy đau khổ, bây giờ hối hận cũng đã muộn lắm rồi. Mà đa số trên cuộc đời này nữa, Thầy thấy ai cũng than ở cái chỗ này, đều có cái hối hận hết đó. Mà muộn rồi, không thể khác hơn được, cuộc đời mình hết rồi. Nên nhận ra sớm được, nhận ra cái nguy hiểm, cái sai lầm này sớm được. Đó. Thành ra Thầy cũng nhờ Phật hộ niệm cho nó, mà 12 tuổi đã nhận ra rồi, cho nên đi tu sớm. Thành đi tu sớm cho nên khỏi tất cả những cái tai nạn này, không tạo tất cả những cái tội lỗi này. Còn nếu mà đã tạo tội rồi đó, thì khi mình đi tu đó, thì cái này vẫn phải trả thôi. Vẫn phải trả, dầu tu đó thì cái này vẫn phải trả, chứ không phải là trốn được. Có trốn thì tạm thôi, rồi tới lúc nào đâu cũng phải trả. Thành ra quả báo tất cả những cái này là luật nhân quả, cho nên phải nhận ra cái này trước. Thì bây giờ đó, cái người tu theo Kinh Pháp Hoa nhìn thấy cái này biết hết. Ta nên nhìn thấy được, biết được cái người này từ đâu đến, tại sao tới đây, phải không? Cho nên ta nhìn ta thấy vậy rồi, ta biết cái vị Bồ Tát này nó từ bên Tây Phương Cực Lạc qua đây, ta nhìn Bồ Tát Quan Âm mới ta nhận ra được, à, Ngài ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không? Đây là sự thật, nhận ra được vậy đó. Cho nên ta mới nói là từ bên thế giới Phật Di Đà được Đức Phật Di Đà thọ ký cho Ngài, Ngài làm Phật rồi. Cho nên thọ ký làm Phật rồi, bây giờ Ngài đi qua thế giới ta bà này đó, để Ngài hành Bồ Tát Đạo. Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài tạo phước đức, để đầy đủ phước đức Ngài về Ngài làm Phật chứ. Đây mình thấy được như vậy đó, mình biết rõ. Biết rõ đây là Bồ Tát Quan Âm từ bên thế giới cực lạc qua đây. Cho nên mình cung kính, mình thân cận, mình cúng dường, mình theo Ngài, mình tu, mình học. Cái này là chắc chắn bảo đảm. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà mình không nhận ra được cái này đó, là các vị Bồ Tát thị hiện trên cuộc đời này mình không thấy. Mà những người nào tự xưng Phật, tự xưng Bồ Tát đó, nói được phước này phước kia đó, là mình
mình dễ tin, mình dễ theo. Cái này là vì nó hợp với cái lòng tham của mình, cho nên quả báo nó sẽ tới với mình thôi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái tùy hỷ công đức, cái pháp sư công đức, cái này quan trọng. Phải nhận ra được. Rồi bây giờ đó, Thầy nói là thấy được người nào mình nên hợp tác và người nào mình không hợp tác, người nào mình nên gần và người nào mình nên tránh. Thầy nói có những người họ nói rất hay, nhưng mà thiệt tình đó, thì đối với Thầy nên tránh đi. Này rất nguy hiểm đó. Trên bước đường tu đó, Thầy đã trải nghiệm cái chỗ này. Còn có những người đó, họ ẩn tu, nhưng mà họ có một cái công đức rất lớn, người ta nhận ra được cái này. Nên kinh nghiệm Thầy đó, Thầy thấy nếu mình gần một cái vị nào đó mà trong Kinh Pháp Hoa dạy mình, ai gần người này tâm cũng được an và thấy hàng xa vô số chư Phật này. Cho nên trên bước đường tu của Thầy đó, hãy Thầy tới một vị đạo sư nào, gần gũi một vị nào mà Thầy cảm thấy trong lòng mình an đó, thì cái trường hợp này có thể thân cận, có thể hợp tác, có thể cùng tu hành. Cái niệm này quan trọng. Còn họ nói rất hay, nhưng mà sao mình thấy lòng mình không an, không? Mình còn lo lắng, mình còn sợ hãi, thì cái trường hợp này thôi, tránh đi. Cho nên quan trọng nhất là tâm mình được an. Tại nên khi mà tâm mình được an rồi gì? Thì khi mà tâm mình được an đó, thì lúc bây giờ cái tầm nhìn của mình nó sáng suốt hơn. Cho nên tầm nhìn sáng suốt hơn đó, thì mình nhìn ra mình mới thấy được bạn hiền, mình thấy được người tốt, mình mới hợp tác, mình tu hành. Còn tâm mình bất an đó, thì cái trường hợp cái quyết định của mình luôn luôn sai lầm. Rồi quả báo nó tới. Cho nên quả báo nó tới đó, thì cái trường hợp nghiệp cũ tạo nghiệp mới. Cho nên quả báo này chưa xong đó, thì cái khác nó tới. Nó giống như từng đợt sống vậy. Gọi là tạo nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới tạo nên nghiệp mới nữa. Cho nên tới cuối cùng đó là nó sẽ dẫn chúng ta vào trong địa ngục mà thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, các vị nên nghiệm cái chỗ này, suy nghĩ mà chúng ta áp dụng. Thôi Thầy xin ngừng ở đây, tất cả đều đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.